Thì lòng chúng ta không ai là không bùi ngùi xót xa cho ngày tang thương của đất nước mình. Ngày mà 44 năm trước miền Nam Việt Nam chúng ta rồi các độc tài đàn áp bất công, đồng bào chúng ta vẫn còn bị đày ải, bị chà đạp, tước mất hết quyền lực. Ta con cháu chúng ta sang một tinh thần đấu tranh, một gương sáng hào hùng kiên trì chiến đấu cộng sản không hề lùi bước, của một chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của một con dân nước Việt Nam hoàn thành công cuộc đấu tranh chống cộng sản đang còn dang dở. Một lần nữa thay mặt cho ban đại diện cộng đồng miền Bắc California, cảm ơn đến sự hưởng ứng, sự quan tâm đến hiện tình đất nước của quý vị đã đến tham dự đông đủ ngày tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 năm nay. Một lần nữa cầu xin Thượng Đế ban ơn lành xuống cho quê hương Việt Nam chúng ta sớm được tự do, ấm no, hạnh phúc, không còn bóng dáng cộng sản ngự trị trên quê hương Việt Nam. Trân trọng kính chào, đoàn kết và xây dựng. Last bullet and no longer have any health. Finally, some generals, soldiers and civil servants suicide to preserve the honor of the typical soldier. There are some pictures in front of you to determine those. They are our heroes, so that we remember them today. The day our country fell into the communist, a million people escaped. Over 500,000 people dead on the sea, on the deep forest, for freedom. So many soldiers and officers, only knowing that's against communist regime. He does not manage hardship and difficulty to bring freedom and happiness to the Vietnamese people, to Vietnam country. Is he the hero? Chào tay, chào! Quốc ca Hoa Kỳ, The American National Anthem. We watched were so gallant.
gallantly streaming, and the rocket's red glare, the lights that are flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land of the free and the ca Hoa Kỳ chấm dứt. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt, đem tay xuống. Sau đây là một phút mặc niệm. Phút mặc niệm để chúng ta cùng tưởng nhớ đến tổ tiên Hồng Lạc đã có công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ đến những anh hùng liệt nữ đã bất khuất chiến đấu giữ vững non sông Việt Nam trước quân xâm lược phương Bắc, để tưởng nhớ đến những dân quân cánh. Và đặc biệt hôm nay chúng ta cùng tưởng nhớ đến người anh hùng chiến sĩ áo đen Lý Tống, vừa mới qua đời đã căng trường chiến đấu cho lý tưởng tự do. The moment of silence for remembering and protect the country, for remembering to the heroes who fought and kept the country stable before the order was sacrificed for freedom. For remember into the over 58,000 US soldiers and their lives was sacrificed in South Vietnam. For remembering to the people dying in the communist prison because they didn't surrender. For remembering to the people dying on the sea at cross border on the way to escape from Vietnam for freedom. And especially today, we remember the of those who sacrificed daily, include 50,000. Thank you.
cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản Bắc California thành tâm ngưỡng nguyện quốc tổ hùng vương, lịch đại anh hùng liệt nữ chiến sĩ anh. Chiều con tiếng này còn chiều khói.